Mới đây, một cố vấn cao cấp về bệnh COVID-19 của chính phủ Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ chịu hậu quả thảm khốc nếu nghe theo Tổ chức Y tế Thế giới nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại một cách mù quáng. Cảnh báo trên do ông Tăng Quang, thành viên nhóm chuyên gia cao cấp của chính phủ Trung Quốc và là cựu trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đưa ra trong bài viết trên mạng xã hội Weibo hôm 26 tháng 1. Ông Tăng nói, nếu Trung Quốc làm theo khuyến nghị của các chuyên gia WHO một cách mù quáng và dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế trong bối cảnh chưa có đủ miễn dịch và điều chỉnh tâm lý, tôi nghĩ sẽ có những hậu quả thảm khốc. Theo trang thời báo Hoàn Cầu ngày 27 tháng 1, ông Tăng đưa ra cảnh báo trên để đáp trả tuyên bố từ Ủy ban Khẩn cấp về Quy định Y tế Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Ủy ban này nói rằng các biện pháp hạn chế đi lại không ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu. Ngày 19 tháng 1, họ khuyến nghị dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm đi lại quốc tế. Ông Tăng cho rằng tuyên bố của Ủy ban nói trên không mang tính bắt buộc. Theo quan điểm của ông, không phải quốc gia nào cũng có thể áp dụng khuyến nghị này. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng quan điểm của WHO phản ánh ý kiến của một số học giả phương Tây ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, quan điểm này lại không thể phản ánh mọi kết quả và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch của những quốc gia khác vì điều kiện ở mỗi nước khác nhau. Ông Tăng cho rằng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch được áp dụng ở Trung Quốc hiện nay đều cho thấy hiệu quả. Chuyên gia này chỉ ra, hiện nay dân số Trung Quốc chưa có đủ miễn dịch và người dân nước này chưa sẵn sàng về mặt tâm lý cho việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại quốc tế.